quy trình làm ra một cánh lục bình này đánh hoàn toàn thủ công, đây có máy móc gì đâu. Đánh phải móc móc vào nó mới đẹp. Đánh qua cái vết đi, không để vết kia nhá. Dẻo chưa? Điều luyện của máy mài cứ như là răng lạc kìa. Làm nó phải thế nó mới dẻo, gọi là múa máy, không phải